Chào các bạn. Thì trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu áo khoác cho bé có nón liền với cái thân áo như thế này. Ở viền áo mình có viền lại 3 hàng móc để tạo phần cài nút nè. Ở phần tay áo và lai áo cũng có viền lại và tạo các cái họa tiết mũi ngoặt ngoài cho cái phần viền và tay áo nó được nổi hơn. Thì trước khi đi vào hướng dẫn cụ thể cái phần thân áo phía dưới á Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu cổ vuông như thế này trước Và khi đã tạo ra được một cái mẫu cổ vuông như thế này rồi Thì cái mẫu cổ vuông này nó sẽ ứng dụng rất là nhiều cho sản phẩm ha Ngoài cái phần thân áo mà mình chuẩn bị hướng dẫn đây Các bạn có thể phối thêm nhiều họa tiết khác nhau ở cái phần thân áo phía dưới ha ở đây mình có show cho các bạn xem một vài hình ảnh về cái phần thân áo ở phía dưới sử dụng cổ vuông nè. Từ cái phần cổ vuông này mình có thể phối nhiều cái phần thân áo ở phía dưới cho phần thân áo của mình được sinh động hơn nè. Hoặc là cũng có thể phối cho mình phần cổ áo ở bên trên cổ vuông này ha. Đây, mẫu này. Hoặc mình có thể phối thêm nón cho phần thân áo nè. Dụng cụ mình gồm len miêu cô tông. Ở đây mình dùng len miêu cô tông 125g nha kim móc mình dùng kim móc 4.0 mm. Hoặc là nếu không có mẫu kim này cũng có thể sử dụng cho mình những cái loại kim có cái đầu kim to gấp đôi sợi len nè. Đây, đầu kim của mình sẽ to gấp đôi sợi len cho cái phần thân áo của mình được mềm mại hơn ha. Ngoài ra còn có kéo cắt len và các cái hạt nút mình dùng để cài phần thân áo lại. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc phần cổ áo trước ha. đầu tiên sẽ tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút từ nút này móc lên cho mình một dây móc xích dài 63 mũi móc ha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sau khi đã móc được 63 mũi móc như thế này rồi, tiếp tục móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Và móc vào chân móc thứ 63 một mũi kép đơn. Tiếp tục cho 7 chân móc kế tiếp, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Tức là ở đầu này các bạn sẽ móc cho mình 8 mũi kép đơn liên tiếp với nhau vào 8 chân móc ha. Tính từ chân móc thứ 63 nè. Tiếp tục mũi kép đơn thứ 3 cho chân móc thứ 3. Mũi kép đơn thứ 4. Kép đơn thứ 5 cho chân thứ 5. Kép đơn thứ 6 cho chân móc thứ 6. và mũi kép đơn thứ bảy cho chân móc thứ bảy. Tương tự kép đơn thứ 8 cho chân móc thứ 8. Khi đã móc được 8 mũi kép đơn liên tiếp với nhau vào 8 chân móc rồi nè. Thì ở hai chân móc kế tiếp các bạn sẽ tạo cho mình một cái góc vuông ở đây ha. Thì cái góc vuông của mình sẽ được tạo từ hai chân móc. Móc cho mình vào cái chân móc thứ 9 hai mũi kép đơn cùng chân móc. Đây là chân thứ 9 nè, móc vào đây hai mũi kép đơn ha. 1 về hai. Khi được hai mũi kép đơn cho chân móc thứ 9 rồi thì tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Và chân móc thứ 10 ta sẽ móc vào đó hai mũi kép đơn cùng chân móc ha. 1. Về hai. Như vậy là ở đây mình sẽ tạo ra được một cái góc vuông đầu tiên cho phần cổ áo nè. Đây sẽ là thân trước ha và đây sẽ là góc vuông của phần thân trước thì tiếp tục các chân móc kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình 13 chân móc liên tiếp ha. 13 chân móc liên tiếp mỗi chân sẽ làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc để mình tạo cái phần vai. Kép đơn thứ nhất nè. Tiếp tục kép đơn thứ hai cho chân thứ hai. Kép đơn thứ ba. Kép đơn thứ tư cho chân thứ tư. Kép đơn thứ năm. kép đơn thứ 6. Kép đơn thứ 7 cho chân thứ 7. Kép đơn thứ 8 cho chân thứ 8. Tiếp tục kép đơn thứ 9. Kép đơn thứ 10. Kép đơn 11. Kép đơn 12 và kép đơn thứ 13 cho chân móc thứ 13 ha. Như vậy là mình vừa hoàn tất được 13 mũi kép đơn và 13 chân móc để tạo được một cái phần vai ở bên hông nè. Thì khi đã tạo được 13 mũi rồi, hai chân móc kế tiếp này sẽ tạo cho mình một góc vuông tương tự như góc vuông đầu tiên ở đây. Tức là cái chân kế bên này móc hai mũi kép đơn. 1 2 khi được hai mũi kép đơn thì móc lên một mũi móc xích và di chuyển kim đến chân móc kế tiếp, móc vào đó hai mũi kép đơn cùng chân. 1 và 2. Thì mình cũng tạo ra được góc vuông thứ hai cho phần cổ áo ha. Đây sẽ là phần vai nè, đây sẽ là phần thân trước và đây là phần vai ha. Thì tiếp tục cái phần tiếp theo sẽ là cái phần thân sau nè. Các bạn cũng móc tương tự cho mình 13 mũi giống như cái phần vai ha. Móc vào 13 chân móc, mỗi chân sẽ làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì phần thân sau của mình cũng có 13 mũi ha, cho 13 chân móc. Sau khi đã móc được 13 mũi cho 13 chân móc để tạo ra được cái phần thân sau như thế này thì tiếp tục các bạn sẽ tạo cho mình một góc vuông ở cái cạnh tiếp theo vào hai chân móc kế tiếp ha. Ta sẽ tạo một góc vuông tương tự như vậy nè. Chân kế bên sẽ móc hai mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai cùng một chân móc nè. Móc lên một mũi móc xích và chân kế bên cũng tương tự móc vào đó hai mũi kép đơn ha kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai ta có thêm được một góc vuông thứ ba cho phần cổ áo thì khi đã hoàn tất được cái phần thân sau của áo rồi nè thì cái phần thân tiếp theo mình sẽ móc đó là cái phần vai còn lại ha và phần vai còn lại cũng làm tương tự như cái phần vai mình vừa móc ở đây nè. 13 chân móc, mỗi chân móc sẽ làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc cho mình 13 chân móc liên tiếp ha. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã móc được 13 mũi kép đơn vào 13 chân móc để tạo cái phần vai còn lại thì tiếp tục ở đây mình sẽ thiếu một góc vuông nè. Các bạn sẽ tương tự đâm kim cho mình vào hai chân móc kế tiếp này và tạo một góc vuông tương tự ha. Chân đầu tiên hai mũi kép đơn. Sau đó lên một xích. Và chân thứ hai cũng móc hai mũi kép đơn. Thì ta sẽ hoàn tất được góc vuông thứ tư để tạo cái phần cổ áo ha. Đây sẽ là góc vuông thứ tư nè và ta sẽ có được bốn góc tạo một cái hình vuông như thế này. Thì lúc này mình sẽ còn 8 chân móc, các bạn sẽ móc cho mình vào 8 chân móc này. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha, làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Thì cái phần mình đang móc sẽ là 1 phần 2 của thân áo phía trước ha. Và 1 phần 2 còn lại mình vừa móc ở cái đoạn đầu tiên rồi á, 8 mũi kép đơn đầu tiên. Thì đây sẽ là đoạn thứ hai nè. Móc cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng thì lúc này cái phần cổ vuông của mình vừa hoàn tất ha. Móc lên cho mình hai mũi móc xích. khi gặp đôi cái phần cổ áo lại thì mình sẽ hoàn tất được một họa tiết cổ vuông như thế này ở đây mình sẽ có bốn góc vuông và ta sẽ có ba cạnh đều nhau hai cái cạnh phía trước là hai cái cạnh nữa ở phía trước này nè các bạn sẽ móc cho mình làm sao cho cái số mũi móc của hai phần thân trước này nhiều hơn cái phần thân sau hai cho đến ba mũi móc ha ở hàng móc tiếp theo các bạn cũng tương tự móc cho mình vào các cái chân móc đầu tiên này nè chân đầu tiên cũng móc một mũi kép đơn ha sau đó tương tự cho các chân móc còn lại mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và các bạn sẽ móc cho các cái chân móc còn lại cho đến góc vuông mà ta gặp đầu tiên ở đây là cái khoảng trống mũi móc xích ha mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc cho đến cái khoảng trống mũi móc xích mà ta gặp đầu tiên Sau khi đã móc được các mũi kép đơn cho đến khoảng trống của cái góc vuông mà ta gặp đầu tiên là cái mũi mà ta gây nên một mũi móc xích này nè. Nó sẽ có cái khoảng trống chính giữa này. Các bạn sẽ móc vào cái khoảng trống này cho mình một cái góc vuông và cái góc vuông của mình cũng tương tự như các góc vuông mà mình vừa tạo phía dưới á. Móc vào hai mũi kép đơn. Sau đó gây nên một mũi móc xích và tiếp tục cũng móc vào cái khoảng trống đó hai mũi kép đơn. 1 2 ta tạo ra được góc vuông thứ nhất cho hàng móc thứ hai nè thì tiếp tục ở cái phần thân tiếp theo sẽ là cái phần vai các bạn sẽ móc cho mình vào mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha nhưng lưu ý ở cái chân móc đầu tiên sát với cái phần góc vuông mà ta tạo ở đây nè thì ở cái góc vuông này mình có bốn chân móc cái độ dày của bốn chân móc này nó rất là dày ha nên các bạn sẽ bỏ qua cho mình cái chân móc kế bên này nè bỏ qua chân đầu tiên và móc vào cái chân thứ hai á móc cho mình vào đó một mũi kép đơn sau đó chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn thì lúc này độ dày của cái góc vuông tạo ra bốn mũi kép đơn nè nó sẽ giúp mình có cái độ dày để che đi được cái mũi móc đầu tiên mà ta bỏ qua và nó sẽ giúp cho cái phần này nó không có bị hở ha tiếp tục các chân móc kế tiếp tương tự mỗi chân móc sẽ làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc móc cho mình cho đến góc vuông tiếp theo mà ta gặp mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau khi móc đến được cái góc vuông thứ hai mà ta gặp á thì cũng tương tự móc cho mình vào cái khoảng trống của góc vuông này một góc vuông tương tự như cái góc vuông đầu tiên mà mình móc ở cái hàng thứ hai này ha đây tương tự như cái góc vuông này nè cũng móc cho mình vào đó hai mũi kép đơn kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai từ đây lên một mũi móc xích và cũng tương tự móc vào đó hai mũi kép đơn nữa thì lúc này cái khoảng trống góc vuông này của mình sẽ có bốn mũi kép đơn ha ta tạo ra được một góc vuông thứ hai cho hàng móc thứ hai nè tương tự móc vào các chân móc của phần thân sau nè và lưu ý cũng bỏ qua cho mình cái chân móc sát cái chân móc mũi á, góc vuông á, ha móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn sau đó chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn thì ở đây mình cũng bỏ qua cái chân đầu tiên sát cái cụm góc vuông này nè và cái độ dài của góc vuông này nó cũng giúp mình che đi được cái khoảng trống ta bỏ qua ha từ đây các bạn sẽ móc tương tự cho mình các chân móc còn lại cho đến cái góc vuông tiếp theo mà ta gặp thì cũng làm tương tự cho mình giống như những cái góc vuông mà mình vừa hướng dẫn á mỗi góc vuông ta sẽ có bốn mũi kép đơn và cách nhau là một mũi xích móc tương tự cho đến cuối hàng và các cái phần thân của mình cũng tương tự ha bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn nè thì cái độ dày của góc vuông này nó sẽ giúp mình che đi được cái mũi ta bỏ qua ha các bạn sẽ làm tương tự cho đến cuối hàng sau khi đã móc đến cuối hàng tạo hàng móc thứ hai cho cái phần cổ áo của mình nè thì tiếp tục lên hai mũi xích và quay ngược đầu móc lại ở hàng móc thứ ba cũng làm tương tự giống như hai hàng móc mà mình vừa móc ở đây mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc (chân đầu tiên một mũi kép đơn (chân bên cạnh cũng một mũi kép đơn) chân kế tiếp cũng một mũi kép đơn và móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến góc vuông đầu tiên mà ta gặp ở hàng móc thứ ba. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. khi đã móc được các mũi kép đơn cho đến góc vuông đầu tiên mà ta gặp ở cái hàng móc thứ ba này thì cũng tương tự như các hàng móc ở phía trên mình cũng tạo vào cái khoảng trống này một góc vuông tương tự ha gồm hai mũi kép đơn nè kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai sau đó móc lên một mũi móc xích và tiếp tục móc vào đó hai mũi kép đơn nữa kép đơn thứ ba nè kép đơn thứ tư ta cũng tạo ra được góc vuông đầu tiên cho hàng thứ ba và cũng tương tự như các cái hàng móc phía trên nè. Đến cái góc vuông này thì cũng bỏ qua cái chân móc sát cái góc vuông này và móc vào cái chân thứ hai một mũi kép đơn. Chân kế tiếp của một mũi kép đơn. Thì cái cụm này nó cũng giúp mình che đi được cái mũi móc mà mình bỏ qua nè. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình các chân móc còn lại cho đến cuối hàng ha. Và các cái góc vuông thì cũng làm tương tự cho mình nè, tạo các cái góc vuông và khi móc các cái phần thân kế bên cũng bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân thứ hai ha bỏ qua chân này và móc vào chân thứ hai nè làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng lúc này phần thân của mình đã lên được ba hàng móc nè và nó sẽ có cái độ rộng như thế này ha đối với những mẫu cổ vuông mà mình không móc cái họa tiết nón bên trên á hoặc là họa tiết cổ áo bên trên á thì các bạn sẽ móc cho mình cái phần cổ này vừa với phần cổ của bé thôi ha còn cái mẫu này mình móc có cái họa tiết nón ở phía trên nè nên các bạn sẽ móc cho mình cái xích đầu tiên tạo cái cổ áo hơi rộng một chút để mình lên cái phần thân nón bé đội có thể được thoải mái hơn ha và rộng rãi hơn cho phần thân nón và khi tăng size của mẫu áo này cũng rất là đơn giản nè các bạn sẽ tăng cho mình ba mũi móc ở ba cạnh góc vuông hai phần vai và cái phần thân sau còn cái phần thân trước tăng làm sao cho mình để tổng số mũi móc của hai phần thân trước khi gộp lại nó sẽ nhiều hơn so với cái phần thân sau từ 1 cho đến 2 mũi móc nha. Khi đã hoàn tất được cổ áo rồi, từ đây móc lên thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như các cái hàng móc mà mình vừa móc ở đây nè. Móc cho đến khi cái độ rộng ở hai bên góc vuông này, hai bên góc vuông của mặt trước á, mà nó bằng với lại phần ngực, ngang bằng với phần ngực của bé hoặc là rộng hơn một chút ha. Đây là cái bề ngang từ hai cái góc này, nó sẽ rộng hơn cái phần ngực của bé một chút thì các bạn ngân nha. Cũng móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa nè. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Các cái góc vuông thì cũng tương tự ha. Móc tương tự cho đến cuối hàng và thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Sau khi đã móc thêm được nhiều hàng móc tương tự như các hàng móc mà mình vừa hướng dẫn thì cái phần thân trong sai áo này mình móc lên được 7 hàng móc. Và ta cũng tăng mũi tương tự ở các góc vuông ha. Thì lúc này độ rộng của hai bên góc vuông nè, góc vuông đầu tiên ở đây và cái góc vuông bên này thì cái bề ngang này nó đã bằng với ngang ngực của bé hoặc là rộng hơn một chút rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành nối lại cái phần nách để tạo cái khoảng trống để mình luồn cánh tay vào cũng như là cái khoảng trống ở phần ngực và tạo cái phần thân phía dưới ha đây từ đây mình sẽ tạo cái độ rộng để mình luồn cánh tay và cái phần thân phía dưới nè móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại hàng móc tiếp theo mỗi chân móc sẽ là một mũi kép đơn và mỗi chân móc ha chân đầu tiên móc một mũi kép đơn, chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn và làm tương tự cho đến góc vuông đầu tiên mà ta gặp. mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Ta sẽ móc cho đến cái góc vuông đầu tiên này hả? Sau khi đã móc được các mũi kép đơn cho đến góc vuông đầu tiên mà ta gặp rồi nè, thì cái khoảng trống của cái góc vuông này các bạn cũng móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn. Ta sẽ móc vào đây hai mũi kép đơn ha. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Khi được hai mũi kép đơn vào cái khoảng trống đầu tiên rồi, thì hàng móc này mình tiến hành nối nách nên các bạn sẽ không móc cho mình vào đó góc vuông ha, mà từ đây ta móc lên hai mũi móc xích nè. Thì hai cái mũi móc xích này các bạn có thể tăng hoặc giảm tùy vào cái phần ngực của bé ha Tùy vào cái độ rộng của lòng ngực của bé bao nhiêu thì các bạn tăng cho mình cái xích tương ứng bấy nhiêu ha Sau đó di chuyển kim đến cái khoảng trống kế tiếp nè Khoảng trống kế tiếp là cái khoảng trống của góc vuông thứ hai ở cái hàng móc phía trên á Móc vào hai mũi kép đơn cùng chân móc Như vậy là mình vừa nối được hai cái góc vuông của phần cánh tay để tạo cái khoảng trống để luôn cánh tay vào nè và ở cái xích này các bạn sẽ tăng giảm cho mình tùy vào cái độ rộng của lòng ngực bé ha. Để cho cái phần nách của mình nó được thoải mái hơn thì có thể tăng thêm cho mình nhiều hơn so với hai mũi móc mà mình vừa hướng dẫn nha. Tiếp tục ở cái phần thân sau mình móc nè. Khác với cái hàng móc phía trên ta sẽ bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân thứ hai. Nhưng ở đây do cái góc vuông của mình chỉ có hai mũi kép đơn nên các bạn sẽ móc luôn cho mình vào cái chân móc của mũi móc đầu tiên ha. Chân móc của mũi móc đầu tiên này nè cũng móc cho mình vào đó một mũi kép đơn sau đó chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng một mũi kép đơn và móc tương tự cho đến góc vuông tiếp theo mà ta gặp ở đây khi đã móc đến cái góc vuông đó rồi thì cũng tạo cho mình một phần cánh tay tương tự ha ta sẽ móc vào cái khoảng trống của cái góc vuông này hai mũi kép đơn nè sau đó từ đây gây nên hai mũi xích hoặc là nhiều hơn số mũi xích ha tùy vào vòng ngực của bé và di chuyển kim đến cái khoảng trống của cái góc vuông cuối cùng á khoảng trống của góc vuông cuối cùng này và cũng móc vào đó hai mũi kép đơn nè sau đó móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng và ta sẽ không bỏ qua cái chân đầu tiên nữa ha đây khi móc vào đó hai mũi kép đơn rồi thì móc luôn cho mình vào cái chân móc đầu tiên này nè sau đó móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng Thì lúc này ở đây mình cũng tạo ra được một phần nách tương tự như cái phần nách mà mình vừa hướng dẫn ha. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Tạo phần nách tương tự cho cái phần nách còn lại và móc tương tự đến cuối hàng. Sau khi đã móc đến cuối hàng và tạo độ rộng cho cái phần nách còn lại nè, thì lúc này mình vừa tạo ra được hai cái khoảng trống để luôn cánh tay vào ha. Hai cái khoảng trống bằng nhau, và khi đã nối lại được các cái góc vuông rồi á thì ta sẽ tạo ra được một cái khoảng trống ở chính giữa phần thân nè. Thì cái khoảng trống này chính là cái độ rộng của phần thân ngực của bé. Và cái độ rộng ở vòng móc này nó sẽ rộng hơn so với ngực của bé từ 2 cho đến 4 cm là có cái độ rộng thoải mái nhất ha. Hoặc là các bạn cũng có thể thêm nhiều mũi hơn nữa cho cái độ rộng của phần thân áo được rộng hơn nè. Và sau khi đã nối được phần nách, bây giờ mình sẽ tiếp tục móc thêm một hàng móc nữa để mình hoàn tất được cái mẫu cổ vuông này để ứng dụng cho nhiều mẫu cổ vuông khác nữa ha. Móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc tiếp theo, mỗi chân móc sẽ là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Chân đầu tiên móc một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Tương tự cho các chân móc còn lại ha móc tương tự cho mình cho đến hai mũi xích mà mình chia ở phần nách mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau khi đã móc được đến cái phần nách rồi này nè thì hai cái mũi móc xích mà mình gây nên để chia mũi ở đây mỗi chân móc ta cũng móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc kép đơn thứ hai cho chân thứ hai nè như vậy là ở hàng móc này mình không tăng mũi ha hai mũi xích ta đều có một mũi kép đơn vào mỗi chân móc tiếp tục móc vào các cái chân móc kế tiếp bên này mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và sẽ móc tương tự cho mình các chân móc còn lại ở hai mũi móc xích của cái phần nách còn lại cũng tương tự ha mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc nè thì tùy vào cái xích mà các bạn tăng ở đây ha móc cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn cho đến cuối hàng Sau khi đã móc được đến cuối hàng một hàng móc thì ở dưới phần nách của mình có cái hàng móc đều nhau như thế này nè. Và lúc này cái phần thân cổ vuông của mình vừa hoàn tất. Từ cái phần cổ áo vuông này, các bạn có thể phối cho mình thêm cái phần thân ở phía dưới của áo á với nhiều họa tiết khác nhau, ngoại trừ cái họa tiết mũi kép đơn mà mình chuẩn bị hướng dẫn ở đây ha đối với những mẫu mà không có họa tiết cổ áo hoặc là nón ở phía trên thì các bạn sẽ móc cho mình cái phần cổ áo này nhỏ thôi ha để cho vừa với phần cổ của bé là được còn đối với mẫu mà có nón ở phía trên thì sẽ móc cho mình cái xích đầu tiên rộng một chút ha tăng mũi rộng một chút cho cái phần nón của mình khi lên á nó được rộng rãi hơn bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc cái phần thân ở phía dưới Khi đã hoàn tất được cổ áo rồi móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Đối với cái phần thân áo này thì hàng móc tiếp theo mình sẽ không tăng mũi. Các bạn sẽ móc cho mình một hàng móc bằng với số mũi móc của cái hàng móc ta vừa tạo ở cái phần dưới nách này nè. Mỗi chân móc mình sẽ có một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha. Chân đầu tiên móc một mũi kép đơn, Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Tương tự cho chân kế tiếp của một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại ha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Và lưu ý là ta không tăng mũi nha, các bạn sẽ móc tương tự cho mình, mỗi chân móc làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc nè. Sau đó từ đó sẽ móc lên cho mình thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc có số mũi móc bằng với cái mũi móc của hàng móc đầu tiên mà ta gây nên ở phần thân dưới á. Thêm nhiều hàng móc nữa cho đến khi chiều dài từ phần vai cho đến cái hàng móc thêm cuối cùng ha, đạt được trên mông của bé một chút nè. Đây, chiều cao từ cái phần vai cho đến hàng móc thêm cuối cùng nó đạt được trên mông của bé một chút ha, hoặc là ngang mông cũng được tùy vào độ dài thân áo mà các bạn mong muốn. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc Ở đây mình vừa móc lên thêm được 13 hàng móc cho cái phần thân áo phía dưới nè. Thì sẽ còn khoảng 2 cho đến 3 hàng móc nữa là mình có thể kết thúc được chiều dài của phần thân áo. Và mình sẽ chừa 2 đến 3 hàng móc đó để mình có thể viền lại cái phần viền của thân áo ha. Khi hoàn tất được phần thân áo rồi từ đây móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Như vậy là phần thân trước của mình sẽ hoàn tất như thế này ha. Đây, cái phần thân áo của mình sẽ như thế này. Ở hai bên cánh tay các bạn sẽ móc cho mình một cái phần cánh tay dài như thế này ha. Thì ở những clip trước mình cũng có hướng dẫn cho các bạn cách giảm mũi cho phần cánh tay này rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ nói sơ qua về cái phần cánh tay này. Các bạn sẽ tạo cho mình một nút, móc và kéo lên qua vòng tròn dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút ở cái phần thân áo ta sẽ chọn một mặt là mặt phải của phần thân ha thì ở đây mình sẽ chọn cái mặt này là mặt phải nè và ta sẽ tiến hành móc cánh tay ở mặt phải này ha thì ở đây mình sẽ tiến hành giảm mũi ở cái phần nách này trước để cái phần cánh tay của mình nó được nhỏ lại nè ta sẽ tiến hành giảm mũi ở phần cánh tay phần nách này nè đâm kim cho mình vào cái chân móc cuối cùng của cái hàng móc phía trên này cái hàng móc phần thân phía trên á đây là chân móc cuối cùng bên cạnh cái góc vuông này hả kéo cái nút ta vừa tạo qua chân móc từ đây lên hai mũi móc xích sau đó mũi móc đầu tiên mà ta gặp sẽ là cái khoảng trống của góc vuông đầu tiên mà ta gặp ở phần nách luôn nè đây cái khoảng trống này thì các bạn sẽ chụm lại cho mình cái khoảng trống này cùng với một phần của thân chân móc kế bên á đây cái khoảng trống này ha ta sẽ lấy lên và đâm kim vào cái khoảng trống này sau đó đâm kim vào một phần của cái thân chân móc này nữa để ta chụm lại được hai mũi thành một mũi nè lấy lên và đâm kim vào cái khoảng trống góc vuông kéo lên và kéo qua hai chân móc trên kim tiếp tục lấy lên và đâm kim vào thân chân móc đang nằm ở đây nè đang nằm ngang như thế này thì cái thân chân móc này các bạn cũng đâm kim cho mình qua thân chân móc luôn ha kéo qua hai chân móc trên kim sau đó kéo cho mình lên qua ba chân móc trên kim tiếp tục ở cái phần thân nằm ngang này nè nó sẽ có cái độ rộng như thế này cái độ rộng này khi các bạn bỏ qua cái mũi tiếp theo thì nó sẽ tạo ra cái khoảng trống của cái phần nách ha thì để cho nó không có bị hở cái chỗ này các bạn cũng tiếp tục đâm kim cho mình vào cái phần thân đó luôn sau đó kéo lên và kéo qua hai chân móc trên kim tiếp tục lấy lên ở hai mũi móc xích của phân nách này nè thì hai cái mũi ở hai bên của phân nách các bạn cũng móc cho mình vào đó luôn hả đâm kim vào chân móc này nè kéo lên và kéo qua hai chân móc trên kim sau đó kéo qua ba chân móc trên kim thì ta sẽ có hai mũi móc ở hàng móc phía trên như thế này tiếp tục hai chân móc của hai cái mũi móc xích này nè mỗi chân các bạn cũng móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc kép đơn thứ nhất cho chân thứ nhất và kép đơn thứ hai cho chân móc thứ hai. Mũi móc kế tiếp mà mình gặp sẽ là cái mũi móc ở hai bên của mũi móc xích này. Là cái chân móc sát bên này thì cũng chậm cho mình chân sát bên này. Và một phần thân chân móc nằm ngang ở bên này. Đây, ta sẽ chậm lại thành một chân ha. Kéo qua hai chân móc trên kim, sau đó kéo lên qua ba chân móc trên kim. Tiếp tục đâm kim một lần nữa vào cái thân nằm ngang này ha đâm kim và kéo lên sau đó kéo qua hai chân móc trên kim tiếp tục lấy lên và đâm kim vào cái khoảng trống của góc vuông tiếp theo này nè kéo qua hai chân móc trên kim sau đó kéo qua ba chân móc trên kim sau đó di chuyển kim đến các chân móc của cái phần thân tay áo này mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc thì lúc này cái phần nách của mình nó sẽ không có bị hở ha nó sẽ không có các cái lỗ hở nè móc cho mình cho các chân móc còn lại Và ta sẽ làm tương tự cho đến chân móc cuối cùng ở đây. Mỗi chân sẽ làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và ta không giảm mũi nữa ha. Sau khi đã móc đến cuối hàng thì tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc của mũi chậm đầu tiên mà ta gặp ở đây nè. Cái mũi chậm đầu tiên mà ta móc á, móc vào cho mình một mũi dời. Sau đó lên hai mũi xích. Thì các bạn sẽ để ý cho mình nè, lúc này cái phần cánh tay của mình đã lên được một hàng móc và nó sẽ có cái độ rộng như thế này. Thì cái độ rộng của phần nách này so với độ rộng của phần cổ tay của bé thì nó khá là rộng, nên bây giờ các bạn sẽ tiến hành giảm mũi cho mình ở các hàng móc tiếp theo ha, để cho cái hàng móc cuối cùng của mình nó sẽ vừa có đủ cái độ rộng để ôm vào cái phần cổ tay của bé. Thì cái cách giảm mũi như sau nè, thông thường thì các bạn sẽ móc cho mình vào chân móc mà ta móc mũi rời á móc vào đó một mũi kép đơn và các chân móc kế tiếp cũng tương tự ha thì ở đây để giảm được một mũi móc các bạn sẽ tiến hành chụm lại cho mình chân móc ta vừa móc mũi dời và chân móc sát bên ha tiếp tục lấy len và đâm kim vào chân sát bên nè là hai cái chân móc liên tiếp với nhau như thế này sau đó kéo qua ba chân móc trên kim thì hai mũi móc phía dưới mình sẽ chụm lại được thành một mũi ở phía trên ta giảm lại được một mũi móc ha các chân móc còn lại thì mỗi chân sẽ làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và mình không giảm mũi nữa. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng và móc thêm nhiều hàng móc giảm mũi tương tự ha. Móc cho đến khi cái độ rộng của phần cổ tay này các bạn cảm thấy vừa với phần cổ tay của bé rồi thì ngưng và ta sẽ không giảm mũi nữa. Làm tương tự cho đến cuối hàng, sau đó thêm nhiều hàng móc tương tự. Thì cái việc giả mũi này nó sẽ giúp cho cái hàng móc cuối cùng của mình nó có cái độ rộng vừa đủ để ôm phần cổ tay của bé nha. Từ đây sẽ móc lên thêm cho mình nhiều hàng móc nữa. Và lưu ý ở cái phần cánh tay này nè. Ta sẽ móc số hàng móc nhiều hơn cái số hàng móc ở cái phần thân này một hàng. Và sau đó mình sẽ tiến hành viên lại ở cái phần viên này ha. Cái số hàng móc của cái phần tay áo nó sẽ nhiều hơn số hàng móc của phần thân là một hàng nha. móc tiếp cho mình cái phần cánh tay còn lại để mình hoàn tất được cái phần cánh tay này ha mỗi hàng móc ta sẽ dẻ một mũi móc ở đầu ha sau khi đã hoàn tất được chiều dài của phần cánh tay còn lại rồi thì các bạn sẽ viền cho mình hai đường viền bằng các cái mũi mặt ngoài xen kẽ với các mũi kép đơn và hàng móc cuối cùng mình sẽ viền lại bằng một đường viền mũi đơn ha cho cái phần cổ tay của mình nó được chắc chắn hơn và lúc này cái phần cổ tay của mình nó đã có cái độ bo lại rồi nè. Ta sẽ làm tương tự cho phần cánh tay còn lại nha. Cũng tạo cho mình các cái đường móc xen kẽ mũi ngoặt ngoài và mũi kép đơn và viền lại bằng một hàng móc mũi đơn ở ngoài cùng. Thì như vậy là mẫu áo cổ vuông của mình sẽ hoàn tất như thế này. Nếu các bạn không muốn có cái phần nón đi lên thì các bạn có thể viền lại toàn bộ phần thân áo và ở phần dưới của lai áo cũng tạo cho mình các cái đường viền tương tự như phần cánh tay ha. Thì mình có thể hoàn tất được một mẫu cổ áo vuông như thế này. Còn ở cái mẫu mình đang hướng dẫn sẽ có cái phần nón đi lên nè. Nên bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần nón đi lên trước. Trước khi viền lại cái phần thân áo ha thì mình sẽ móc lên cái phần thân nón trước. Ở đây mình sẽ sử dụng màu len đậm hơn để móc phần thân nón. Các bạn sẽ tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút sau đó ta sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên của cái phần xích đầu tiên mà mình gây nên ở phần cổ áo nè thì đối với cái mẫu này mình có nón đi lên nè thì cái xích đầu tiên các bạn sẽ móc rộng hơn cái phần cổ của bé ha cho cái phần thân nón khi đi lên nó được rộng rãi để bé có thể trang qua đầu nè thì cái xích của mình có 63 mũi móc thì tất cả các cái mũi móc mà mình móc lên cái phần thân nón đều là 63 mũi cho mỗi hàng móc nha những mẫu áo mà không có cái phần nón đi lên thì các bạn có thể móc nhỏ ở cái phần cổ áo này còn cái mẫu này ta có nón đi lên thì các bạn sẽ móc rộng hơn một chút ha để cho mình có thể rộng rãi ở cái phần nón nè ta sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên mà mình móc cái xích đầu tiên của phần cổ áo luôn ha sau đó kéo nút ta vừa tạo qua chân móc từ đây móc lên hai mũi móc xích ta cũng móc vào chân móc ta vừa móc á móc vào cái chân móc đầu tiên đó một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn móc cho mình vào tất cả các cái mũi xích của cái xích đầu tiên mà mình gây nên ở phần cổ áo ha chân kế bên cũng một mũi kép đơn nè sau đó từ đây sẽ làm tương tự cho mình các chân móc còn lại ha Mỗi chân móc xích đầu tiên mình đều móc vào đó một mũi kép đơn nè móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng sau khi đã móc lên được một hàng móc và ta có số mũi móc bằng với xích đầu tiên mà mình gây nên ở phần cổ áo khi gặp đôi cái phần cổ áo này lại thì ta sẽ có được cái hàng móc đầu tiên Sẽ có cái độ rộng vừa đủ để mình có thể choang qua đầu của bé ha Để tiếp tục hàng móc thứ hai móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại Hàng móc thứ hai ta cũng có 63 mũi móc Tức là các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân làm một mũi kép đơn và mỗi chân móc thì cái số mũi móc của hàng móc thứ hai này nó sẽ bằng số mũi móc của hàng móc thứ nhất ha chân kế bên cũng một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn và ta sẽ làm tương tự cho đến cuối hàng sau đó từ đây các bạn sẽ móc lên cho mình thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa ha mình sẽ móc thêm các cái hàng móc tương tự như hàng móc mà mình vừa móc và cái số mũi móc nó sẽ đều nhau cho đến khi ta đạt được cái độ cao của phần thân nón khi luồn qua đầu của bé nè móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa mỗi chân móc sẽ là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau khi đã lên được nhiều hàng móc đều nhau có số mũi móc đều nhau ở cái phần thân nón rồi nè thì để có thể canh chỉnh được cái phần thân nón này sao cho hợp lý với cái phần thân áo của mình á thì khi các bạn đã lên được thêm nhiều hàng móc như thế này ta sẽ tiến hành gấp đôi hai đầu lại lúc này trên thân nón ta sẽ hình thành nên được hai tam giác cân đều nhau tính luôn cả cái hàng móc đầu tiên mà ta gây nên ở cái phần thân nón ha ta sẽ có hai tam giác cân bằng nhau nè bây giờ mình sẽ tiến hành nối lại hai đầu ha hoặc là nếu các bạn muốn cái phần thân nón của mình được rộng hơn một chút nữa thì có thể lên thêm cho mình nhiều hàng móc nữa. Thì lúc này cái phần thân nón của mình khi gặp đôi lại nó sẽ có cái hình chữ nhật nha. Để mình có thể luôn qua đầu bé một cách dễ dàng hơn. Và khi hoàn tất được thân nón mình sẽ tiến hành nối lại hai đầu để tạo cái phần thân nón hoàn chỉnh nha. Trước khi nối hai đầu của cái phần thân nón lại thì các bạn sẽ để ý cho mình ở phần thân dưới của áo. Đây là mặt phải của thân dưới ha thì ta sẽ tiến hành đưa mặt trái ra phía ngoài và cặp đôi cái phần thân nón ở phía trên lại nè thì ta sẽ tiến hành nối hai cái điểm lại ở mặt trái để cái mặt ngoài của mình được hoàn chỉnh hơn ha từ chân móc cuối cùng này móc lên một mũi móc xích đối với một số trường hợp khi gặp đôi cái phần thân nón này lại nè thì cái mũi móc cuối cùng nó sẽ nằm ở bên trên nó khác với cái hàng móc của mình vừa móc nè thì nó sẽ đảo ngược cái mũi móc này lại thì các bạn cũng nẹp tương tự cho mình ha ta sẽ đâm kim vào chân đầu tiên của cái hàng bên trên đồng thời đâm kim vào chân đầu tiên của hàng bên dưới nè đâm kim vào hai chân song song như thế này sau đó kéo nút ta vừa tạo qua hai chân móc Từ đây tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích. Đâm kim vào hai chân móc ta vừa móc. Ta sẽ đâm kim song song như thế này ha, vào hai chân ta vừa móc luôn và móc vào đây một mũi dời. Tiếp tục đâm kim vào hai chân kế bên ha, chân kế bên của thân trước và chân kế tiếp của thân sau nè. Hai chân móc song song như thế này và móc vào đây một mũi dời. Tương tự đâm kim vào chân kế bên của thân trước và chân kế tiếp của thân sau, hai chân song song và móc vào đây một mũi dời. Như vậy là cái phần thân nón của mình sẽ nẹp lại được như thế này ha. Nó sẽ nẹp lại liền với nhau như thế này. Thì các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Cũng đâm kim vào hai chân móc song song với nhau nè. Chân kế bên của thân trước và chân kế tiếp của thân sau, móc vào đây một mũi dời. Tương tự hai chân móc song song kế tiếp Móc một mũi dời và làm tương tự cho đến cuối hàng. Khi đưa mặt phải của thân áo lên thì lúc này cái phần thân nón của mình nó sẽ được nối lại với nhau. Đây, nối lại với nhau và tạo một cái khoảng trống để mình có thể luôn qua đầu của bé. Các bạn sẽ nối cho mình cho đến hết cái hàng móc cuối cùng của phần thân nón. Và ta sẽ tiến hành viền lại ở cái phần lai áo tương tự như cái phần cánh tay này nè ta sẽ viền ba hàng móc hoặc là bốn hàng móc tùy vào cái độ rộng của viền mà các bạn mong muốn ha. Sau đó tạo cho mình các cái khoảng trống để ta cài nút. Khi nẹp thì tương tự ha, đâm kim vào hai chân móc song song với nhau ở hai hàng móc nè, móc vào một mũi dời và nẹp tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi đã nẹp được cái phần thân nón đến cuối hàng thì các bạn sẽ tiến hành cắt len và giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha. Sau đó ở phần lai áo mình sẽ tiến hành viền lại bằng hai hàng móc xen kẽ mũi kép đơn và mũi ngoặt ngoài nè, tương tự như cái phần cánh tay áo. Và ta sẽ viền 3 vòng móc để tạo được cái khoảng trống để mình cài nút ở đây. Sau đó mình sẽ may nút ở bên còn lại để ta có thể cài nút vào cho vừa với phần thân của bé nè. Và cái phần thân nón của mình khi hoàn tất nó cũng như thế này ha, nó cũng tạo được cái độ nhọn ở đỉnh nón. Sau đó sẽ móc trang trí cho mình thêm một cái họa tiết gấu như thế này, hoặc là các bạn cũng có thể trang trí nhiều họa tiết khác nhau cho phần thân áo của mình thêm xinh xắn hơn nha. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu áo có nón như thế này. Chúc các bạn thành công.